Đầu tiên là Phương chia sẻ với Danh Tùng là Phương, bản thân Phương là một đứa cực kỳ nhát chết và rất là sợ đau. Và Phương mỗi lần ngày xưa đi khám răng là một nỗi hãi hùng. Nhưng mà khi đến với lại bác sĩ và đến với Mikuni thì thực sự là không có cái gì phải lo cả. Vì cái lần đầu tiên khi mà Phương đến với Mikuni là bác sĩ, Phương rất là thích cái sự tận tình của bác sĩ vô cùng nhẹ nhàng, bác sĩ rất là đáng yêu, sẽ trả lời mọi câu hỏi của Phương, chụp ảnh và dành cho Phương cả tiếng đồng hồ chỉ để nói cho Phương biết rằng chiếc răng này bị thế này, chiếc răng này bị thế kia và Phương phải nên như thế nào. Và bác sĩ, cái dịch vụ đầu tiên mà bác sĩ làm cho Phương là cạo vôi răng. Và ngày xưa mỗi lần mà Phương đi cạo vôi răng đó là một sự khủng khiếp, Phương rất là đau vì kể cả cái xịt bước vào nó cũng làm cho Phương bị buốt, hay là cái máy nó cà cũng làm cho Phương bị buốt. Thế là khi bác sĩ biết rằng răng của Phương rất là nhạy cảm và bác sĩ đã không dùng máy nữa mà dùng tay không, nghĩa là bác sĩ hoàn toàn sử dụng thao tác bằng đôi tay của mình, và Phương có một hàm răng sạch bóng và không đau, không buốt một tí nào cả. Cho nên là Phương chia sẻ là Tùng phải đến, Phương mới thử nghiệm để biết được là điều Phương nói nó thật như thế nào. Và sau đó thì Phương còn có nhiều trải nghiệm hơn nữa. Và thực khi mà Phương biết Mikuni là Phương không đến một cái phòng khám nha khoa nào khác nữa, đó là sự thật. Mà may là Phương đang quay phim ngoài này, cho nên là cứ mỗi lần có vấn đề là Phương đến đây. Và một điều Phương muốn chia sẻ nữa là Phương tin rằng bất cứ một vấn đề nào trong răng của Phương, Phương đều có thể tin tưởng vào bác sĩ và bác sĩ sẽ giải quyết nó rất là tốt. Và hiện tại thì ngay bây giờ Phương đang sử dụng một dịch vụ mới nhất của bác là dịch vụ Invisalign, đeo để niềng răng. Nhưng hiện tại Phương đang đeo và chắc là không ai biết, nhưng mà Phương tin là sau gần một năm thì Phương sẽ có một hàm răng rất là đẹp. Thật sự bây giờ Phương nói thì Tùng mới biết đấy, thấy mọi thứ rất là bình thường. Vâng, và quý vị thân mến, quý vị có thể thấy sự chia sẻ rất nhiệt tình đầy nhiệt huyết của một người sợ đau nhưng làm răng tại phòng khám Mikuni thì như kể lại cho quý vị, như kể lại cho những người bạn thân vậy. Và chị cảm thấy rất là vui mừng và nở một nụ cười thật tươi. Và đặc biệt chị có chia sẻ là chị niềng răng, nhưng quý vị không hề thấy dấu vết và nhận biết được đây là chị đang niềng răng.